Kính thưa quý vị, theo tin của CNN, thì Thượng nghị sĩ, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders vừa công bố chi tiết kế hoạch tham vọng. Nếu ông đắc cử, thì sẽ xóa bỏ tất cả 1.6 tỷ đô la cho 45 triệu sinh viên Mỹ vay tiền đi học. Theo đó, thì kế hoạch xóa bỏ bao gồm các khoản nợ của khoảng 45 triệu sinh viên, ông không ông Sander đã không đặt ra những hạn chế liên quan tới các trường hợp được thụ hưởng chính sách và nguồn ngân sách để thực hiện nó sẽ được lấy lại từ thuế mới được đề xuất đánh vào các giao dịch tại phố Wall. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington ngày hôm qua, thì ông Sander nói rằng đề xuất này sẽ xóa bỏ hoàn toàn các khoản nợ sinh viên ở nước này và chấm dứt việc trừng phạt cả một thế hệ, tạo điều kiện để có thể tiếp tục học lên cao hơn nữa. Ứng cử viên tổng thống Bernie Sanders đã công bố bản kế hoạch trong đợt bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân Chủ đang bước vào giai đoạn thứ hai. Cựu phó tổng thống John Biden đang vượt lên với nhiều ưu thế và sự ủng hộ của cử tri với bà Elizabeth Warren trong đảng Dân Chủ cũng đang tăng.